saranam gacchami. Iti piso bhagava araham samma sambuddho vicca charana sambanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manussanam buddho bhagava tinati me saranam anyam buddho me saranam varam etena satya vacchena hotu me jaya mangalam uttamam yena vandeham padapang sumvaruttamam buddheyo kalito doso buddho kamatupang mamam sakkhato bhagavata dhammo sandhikkhiko akaliko ehipasiko opanayiko paccattang vedittabbo vinyu hi tinati me saranam anyam dhammo me saranam varam etena saccha vacchena hotu me jaya mangalam uttamam ye na van de hang tham manh cha đuôi thang qua răng tham mê vô khali tô đô sô tham mô tham ma tu tăng ma măng supati panno bhagavato savaka sangho supati panno bhagavato savaka sangho nya ya pati panno bhagavato savaka sangho sami chi pati panno bhagavato savaka sangho yadidang chattari purisa yugani atha purisa pokala esa bhagavato savaka sangho ahunayo pahunayo dakkhinayo anchalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokassa tinati me saranang anyang sangho me saranang varang eten vacce na hotu me jaya mangalang uttamang ye na vandehang sanghang cha duvithottamang sangheyo khalito doso sangho khamatu tang namang vandami cetiyang sabbang sabbathane supatitthitang saririkathatu mahabodhin buddharupang sakalang sara sambuddhe athavi sanchadarasancha sahasake panchasata sahasani namami sirasa aham tê sang tham mạnh cha sang thanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ha ra nu pa quê na han toa sạp bê u pa đa quê an nê ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam bố thê panh cha panh nha san cha cha tu vi sa ti sa ha sa kê đa sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang thanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pa quê na han toa sát đê u pát đa quê a nê ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam bút thê na vút ta ra sa tê a tha cha ta li sa sa ha sa kê vì sa ti sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang thân cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha quê na hàn toa sạp bê u pạc đa quê a nê ca an ta ra ya vì vi na san tu a se sa to sabbe purati maya disaya satta avera sukhe hontu sabbe purati maya anurisa ya satta avera sukhe hontu sabbe dakkhina ya disaya satta avera sukhe hontu sabbe dakkhina ya anurisa ya satta avera sukhe hontu sabbe
Pachima yadisa yasata vera sukhi hontu sabbe. Pachima yadisa yasata vera sukhi hontu sabbe. Uttara yadisa yasata vera sukhi hontu sabbe. Uttara yadisa yasata vera sukhi hontu sabbe. Uparima yadisa yasata avera sukhi hontu sabbe. Hatima yadisa yasata avera sukhi hontu sabbe. Satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu apya paccha hontu aniga hontu diga yuka hontu aroga hontu sampatti hi sambicchantu sukhi attanang pariharantu dukkha patta janit dukkha bhaya patta janit bhaya soka patta janit soka hontu sabbe vipanino Akasapha japumatha devanaya mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu sasanang Akasapha japumatha devanaya mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu no garu Akasapha japumatha devanaya mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu nyatayo Akasapha japumatha devanaya mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakhan tu panino Akasattha japammattha devanaya mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada idang watano punyang asavakkhaya vahang hotu anagate kare sadu sadu nam mô buddhaya nam mô dhammaya nam mô sanghaya. Chúng con nhận thấy phần hợp lễ bái tam bảo đã hoàn tất. Chúng con xin dâng mic lại cho sư để tiếp tục phần bài giảng của mình. Chúng con xin cho sư ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Xin chào. Kính lễ đại sư. Chúng con kính lễ lên sư ạ. Rồi, xin chào. Xin chào các Phật tử học viên. Giờ hôm nay chúng ta học bài số số 7. Số 5 chứ xin lỗi. Số 5. Và trong bài số 5 này chúng ta gồm các phần sau. Số 5. Số 5 thì tên bài đó là bài số 5 là lễ đặt tên. Trong phần lễ đặt tên này thì chúng ta gồm các phần, đó là phần động từ tiếp theo, thì hiện tại tiếp theo, rồi học thêm phần nhân xưng đại danh từ tôn hát. Hôm trước thì phần nhân xưng đại danh từ này chúng ta đã học phần nhân xưng đại danh từ âm hát, là nhân xưng đại danh từ ngôi thứ nhất là tôi, có chữ á hăng là tôi, mới văn là chúng tôi. Hôm nay thì chúng ta học thêm nhân xưng đại danh từ tôn hát là bạn. Thì phần nhân xưng đại danh từ này mình cũng chỉ nhớ giúp sư hai từ là được rồi, là toan là bạn, tôn hát tôn hê là các bạn, nhớ hai từ đó là được rồi. Toan nhớ, tôn hát là bạn, toan là bạn, tôn hê là các bạn, nhớ hai chữ đó được rồi. Rồi phần đàm thoại, mình có đàm thoại một số về cách hỏi về nghề nghiệp. Trong đó mình có một số danh từ chỉ về nghề nghiệp. Về lịch sử Đức Phật, trong đoạn này thì mình nói về lễ đặt tên. Trong đó mình có nói về một số truyền thống trong thời
Đức Phật nói về trong dòng dõi của vua Suddhodana, đó là khi mà một vị hoàng tử sinh ra, đó là người ta thường mời các vị bà la môn đi đến để đặt tên cho các vị thái tử. Thì lúc bây giờ thì trong hoàng tộc của vua Suddhodana thì mời các vị bà la môn, nhiều vị bà la môn đi đến để đặt tên. Thì trong đó có 8 vị bà la môn được chọn ra để đặt tên cho thái tử, và thái tử được đặt tên là Siddhartha. Rồi sau buổi lễ đặt tên đó, người ta còn tiên đoán cho thái tử. Trong đó thì trong 8 vị đó thì các vị đều tiên đoán 2 điều. Một là nếu mà còn tại gia cư sĩ thì thái tử sẽ trở thành vị chuyển luân thánh vương, còn nếu ra đi xuất gia thì sẽ trở thành Phật. Còn riêng bà la môn con đinh nhá, bà la môn trẻ nhất đó, thì vị này tuyên đoán chắc chắn đó là chỉ có một điều, là thái tử sẽ ra đi xuất gia và trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì đó là phần liên quan đến lịch sử Đức Phật trong bài học này. Về học phần này thì trong phần lịch sử Đức Phật, phần này chúng ta cần để xem thêm phần này. Cái phần này thì phần tiên đoán cái lễ đặt tên này thì nhớ cái phần tiên đoán của các bà la môn, tức là trong 8 vị bà la môn thông thái về kinh điển Về Đà đó, thì 7 bà la môn cao niên nó là tiên đoán 2 điều. Thì hoặc là khi sống ở tại gia đình, thái tử sẽ trở thành vị chuyển luân thánh vương, còn nếu mà ra đi xuất gia thì trở thành Phật. Chỉ riêng bà la môn trẻ nhất, bà la môn con đanh nhát, thì tiên đoán chắc chắn một điều, đó là thái tử sẽ ra đi xuất gia và trở thành Phật. Đó là phần điều mà mình cần nhớ trong phần lịch sử này. Rồi thái tử được đặt tên là Siddhartha. Siddhartha. Rồi phần thứ hai mình học tiếp theo ở trong phần bài học này, đó là phần từ vựng liên quan đến đoạn văn này. Ở đây mình có hai phần, hai trang từ vựng, có mười mấy từ vựng ở đây mình cần học thuộc lòng để mình làm bài tập, sửa bài tập ở trong phần bài học. Rồi bây giờ chúng ta giống như mọi khi, bây giờ chúng ta nghe đọc phần từ vựng trước, rồi sau đó chúng ta tập đọc ha, tập đọc. Từ vựng trong trang này, ở trong bài này thì hơi dài một tí, cho nên chúng ta cố gắng nghe để tập đọc, nghe để tập đọc cho đúng. Giờ sư sẽ đọc trước rồi sau đó mời lớp đọc theo. Nama Karna Mangala. Nama Karna Mangala. Nama Karna Mangala là lễ đặt tên, cái lễ đặt tên người ta gọi là Nama Karna Mangala. Appanahang, 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 Appanahang là thường thường. Buddha, Buddha, Buddha là Đức Phật ha. Brahmana, Brahmana, Brahmana là bà la môn. Nimanteti, Nimanteti, Nimanteti là thỉnh hay là mời. Chakavati Raja, Chakavati Raja Pavisati, Chakavati Raja Pavisati, Chakavati Raja Pavisati trở thành chuyển luân thánh vương ha. Trở thành cái gì đó thì người ta viết danh từ đó với động từ Pavisati.
Chakravarti Raja Bhuvisati trở thành chuyển luân thân. Namang Karoti hoặc là Namang Thapeti là đặt tên. Namang Karoti, Namang Thapeti, Namang Karoti, Namang Thapeti, Namang Karoti, Namang Thapeti. Cái này có hai cách viết. Rồi nghe lại lần nữa. Namakarna Mangala, Namakarna Mangala, Namakarna Mangala, Appanahang, Appanahang, Buddha, Buddha, Brahmana, Brahmana, Nimanteti, Nimanteti, Chakravarti Raja Bhavati, Chakravarti Raja Bhavati, Namang Karoti, Namang Thapeti, Namang Karoti, Namang Thapeti. Rồi nghe lại lần nữa. Namakarna Mangala, Namakarna Mangala, Appanahang, Buddha, Brahma, Nimanteti, Chakravarti Raja Bhavati, Chakravarti Raja Bhavati, Namang Karoti, Namang Thapeti. Rồi đó là phần từ vựng ở trang 1. Bây giờ ai đọc được mình giơ tay lên ha. Ai đọc được giơ tay lên để chúng ta tập đọc. Thông minh các con mời các Phật tử đọc giúp sư ha. Dạ rồi con hiểu rồi. Rồi mời các Phật tử mình tập đọc giơ tay lên rồi lớp sẽ mời cho đọc từng người đọc ha. Dạ rồi. Con xin mời Phật tử đầu tiên, con xin mời cô Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Nama Karana Mangala là lễ đặt tên. Appanahang thường thường. Buddha là Phật. Brahmana là đạo sĩ. Bà la môn quên nữa chứ. Nimanteti là mời. Chakravarti Raja Bhavati là trở thành vị chuyển luân thánh vương. Namang Karoti là đặt tên, hoặc là Namang Thapeti là đặt tên. Con xin hết. Rồi tốt, giỏi. Con xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Nama Karana Mangala tức là lễ đặt tên ạ. Appanahang là thường thường. Buddha là Đức Phật. Brahmana là Bà La Môn. Nimanteti là mời. Chakravarti Raja Bhavati là trở thành chuyển luân thánh vương ạ. Namang Karoti Thapeti là đặt tên ạ, con xin hết. Cái đó mình đọc là Namang Karoti hoặc là Namang Thapeti. Namang Karoti, Namang Thapeti. Là đặt tên ạ. Con xin hết ạ. Rồi, con xin mời Phật tử Thanh Hoan. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ, con xin đọc ạ. Bật mic đi như chưa bật mic thì sao ạ? Con xin lỗi. Con xin kính đảnh lễ sư ạ, con xin đọc ạ. Namakaranang Magala là lễ đặt tên ạ. Appanahang là thường thường ạ. Buddha là Đức Phật ạ.
Brahmana là Bà La Môn ạ. Nimateti là mời ạ. Chakkhavati Raja Pavati là trở thành chuyển luân thánh vương ạ. Mang Karoti hoặc Namang Thapeti là đặt tên ạ. Dạ con xin. Con xin mời cô Liên Diệu ạ. Dạ, con xin mời cô Liên Diệu ạ. Mọi người khác đi tâm cách gì khi dạ. Rớt. Vậy con xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Nama Karanang Mangala để đặt tên Apinhang là thường thường, Buddha là Đức Phật, Ramana là Bà La Môn, Nimanteti là mời, Chakkhavati Raja Pavati trở thành chuyển luân vương, chuyển luân thánh vương. Namang Karoti, Namang Thapeti là đặt tên. Con xin hết. Dạ, con xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Namakara Mangala là lễ đặt tên Apinhang là thường thường, Buddha là Đức Phật, Brahmana là Bà La Môn, Nimateti là mời, Kachavati Jara Pavati là trở thành chuyển luân thánh vương, Namakaroti Nama Thapeti là đặt tên. Đặt tên. Dạ. Rồi. Con xin mời Phật tử Chi ạ. Dạ con xin đọc ạ. Namakarana Mangala là lễ đặt tên. Apinhang là thường thường, Buddha là Đức Phật, Brahmana là Bà La Môn, Nimanteti mời, Chakkhavati Raja Pavati là trở thành chuyển luân thánh vương, Namakaroti Namang Thapeti là đặt tên. Dạ, con xin cảm ơn. Xin chào. Con xin mời cô Tấm Biểu Hiện ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Namakarana Mangala là lễ đặt tên. Apinhang là thường thường, Buddha là Đức Phật, Ramana là Bà La Môn, Nimanteti là mời, Chakkhavati Raja Pavati. Dạ con xin lỗi. Chakkhavati Raja Pavati là trở thành chuyển luân thánh vương. Namang Cá Rô Tí, Nam Măng Thá Bê Tí có nghĩa là đặt tên. Nhà con xin hết ạ. Rồi,
Con xin mời Phật tử Tuyết Ngọc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Nam Má Cá Ra Năng Má Gà Lá là lễ đặt tên. A Bí Hăng A Pinh Hăng A Pinh Hăng A Pinh Hăng là thường thường. Bút Tha Đức Phật. Pha Má Ba là Bà La Môn. Ní Măng Tây Tí là mời. Chắc Cá Và Tí Ra Chá Ra Chá Chắc Cá Qua Tí Ra Cha Phá Qua Tí trở thành chuyển hương vương. Nam Măng Ca Lô Tí Nam Măng Khá Bê Tí là đặt tên. Dạ xin hết ạ. Tôi xin mời Phật tử Phi Sương. Dạ thưa sư, con xin đọc. Nam Má Cá Rá Ná Măng Gá Lá là lễ đặt tên. Á Pinh Hăng là thường thường. Bút Thá là Đức Phật. Ra Má Ná là Bà La Môn. Ni Má Tê Tí là mời. Ni Măng Tê Tí. Ni Măng Tê Tí. Ni Măng Tê Tí là mời. Chắc Cá Quá Tí Ra Cha Phá Quá Tí là trở thành vị chuyển luân thánh vương. Na Măng Cá Rô Tí Na Măng Thá Bê Tí là đặt tên. Dạ thưa sư, con xin hết. Rồi. Con xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, con xin đọc ạ. Na Má Cá Ra Na Măng Gá Lạ là lễ đặt tên. A Phinh Hằng là thường thường. Bút Hạ Đức Phật. Bà Ma Nạ Bà La Môn. Nị Màn Tê Tị là mời. Chắc Cạ Quá Tị Ra Chà Phá Quá Tị là trở thành chuyển luân thanh vương. Nam Măng Cá Rô Tị này Nam Măng Thạ Bê Tị là đặt tên. Con xin hiểu. Rồi, giỏi, tốt. Phật tử Thanh Trà này giỏi, đọc rất là tốt. Con cảm ơn sư ạ. Cô xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư, con xin đọc ạ. Nam Má Cá Ra Ná Măng Gá Lá là lễ đặt tên. A Phinh Hăng là thường thường. Bút Thá là Đức Phật. Ram Má Ná là Bà La Môn. Ní Măng Tê Tí là mời. Chắc Cá Quá Tí Ra Cha Phá Quá Tí là trở thành chuyển luân vương. Nam Măng Cá Rô Tí Nam Măng Tháp Tê Tí là đặt tên. Dạ xin hết ạ. Rồi, con xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Nam Má Cá Rá Ná Măng Gá Ná là lễ đặt tên ạ. Á Phinh Hăng là thường thường. Bút Thá là Đức Phật. Ra Má Ná là Bà La Môn. Lý Măng Tê Hí Tí là thỉnh mời. Chắc Cá Quá Tí Ra Cha Phá Quá Tí là trở thành chuẩn luân vương. Nam Măng Cá Rô Tí hoặc là Nam Măng Thá Tê Tí là đặt tên. Con xin hết ạ. Con xin mời cô Liên Diệu ạ. Dạ mô Phật, thưa sư con đọc ạ. Nam Má Cá Ra Ná Măng Gá Lá là lễ đặt tên. A Pinh Na Hằng là thường thường. Bút Tha là Đức Phật. Pra Ma Ná là Bà La Môn. Ní Măng Tê Tí là mời. Chắc Cá Phá Tí Ra Cha Phá Vá Tí là trở thành chuyển luân thánh vương. Nam Măng Cá Rô Tí Nam Măng Tha Bê Tí là đặt tên. Đã mô Phật con hết. Con xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ thưa sư, xin đọc ạ. Nam Má Cá Rá Ná Măng Gá Lá là lễ đặt tên. Á Bi Hàn là thường thường. Bút Tá là Đức Phật. Bra Má Ná là Bà La Môn. Ní Măng Tê Tí là đặt tên.
Chát Cá Quá Tí Ra Cha Bá Quá Tí trở thành Chuyển Luân Thánh Vương. Nam An Cá Rô Tí, Nam An Thá Pê Tí là Lạc Tây. Vậy con xin thấy à sư? À, con xin mời Phật tử Mai Châu ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Nam A Cá Rá Ná Măng Gà Lá là lễ đặt tên. A Á Phin Hăng Thường Thường Bút Tha Đức Phật Ramana Bà La Môn Ní Man Tê Tí là mời Cha Ca Quá Tí Ra Cha Ba Quá Tí. À, là truyền thành trở thành Chuyển Luân Thánh Vương. Namang Ca Rô Tí hay Namang Tha Bê Tí là đặt tên, không xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Sa Nguyên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Nama Karan Na Mangala là lễ đặt tên. Apitham là thường thường. Buddha là Đức Phật. Brahmana là Bà La Môn. Nít Măng Tớ Tí là mời. Chaka Vati Raja Ba Vati là trở thành Chuyển Luân Thánh Vương. Namang Karoti hoặc là Namang Thapati là đặt tên. Dạ con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Phương Ti. Con xin lãnh lễ sư và con đọc. Namakhagana Mangala lễ đặt tên. Abhinandham thường thường. Buddha Đức Phật. Ramana Bà La Môn. Nitmanteti mời. Chakhavati Gaya Phavati trở thành Diễn Luân Vương. Nam Khakuti Naman Thapati là đặt tên. Dạ con xin hết. Quý Phật tử lưu ý sau khi mình đọc rồi, lưu ý quý Phật tử quan hệ hòa tay xuống ạ. À. Dạ thưa sư, hết rồi. Hết rồi ạ. Dạ. Dạ dạ. Rồi bây giờ nghe đọc lại rồi sau đó chúng ta đọc phần trang thứ hai ha. Mỗi một bài học như vậy chúng ta có hai trang từ vựng là mười mấy từ để chúng ta tập đọc. Và mọi người ai muốn tập đọc đó thì chúng ta giơ tay lên ha. Phần này là phần dành cho tập đọc để mình làm quen với phần đọc từ vựng. Rồi sau đó chúng ta đến phần bài tập thì chúng ta tập đọc từng câu. Rồi bài học này có thể là chúng ta tập đọc phần đoạn văn Bali ở phía sau. À, phải tập đọc từ từ sau đó chúng ta mới đọc văn bản được. Rồi nghe đọc lại. Namakarna Mangala Abhinahan Buddha Brahmana Nimanteti Chakravati Raja Pavati Namangkaroti Namangthapeti Namakarna Mangala Abhinahan Buddha Brahmana Nimanteti Chakravati Raja Pavati Namangkaroti Namangthapeti. Rồi vậy chúng ta trang sang qua trang số 2 ha. À, trang số 2. Rồi bây giờ nghe đọc trước. Trang số 2 này từ vựng cũng dài dài. Con đành nhá Brahmana. Con đành nhá Brahmana. Con đành nhá Brahmana. Tum maha. Tum maha.
tamaha vyakaroti 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 agarang acchavasati agarang acchavasati agarang acchavasati agarasma anagariyan papajati agarasma anagariyan papajati agarasma anagariyan papajati sama samputha sama samputha sama samputha nghe lại ha con này nhá brahmana con này nhá brahmana tumha tumha vyakaroti vyakaroti agarang acchavasati agarang acchavasati agarasma anagariyan papajati agarasma anagariyan papajati sama samputha sama samputha rồi nghe lại lần nữa con này nhá brahmana là bà la môn con này nhá tùm há nãy là bạn và có rô tí là tiền đón agarang acchavasati là sống tại gia đình agarang acchavasati là sống tại gia đình agarasma anagariyan papajati là xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình sammasambuddha là bậc chánh đẳng chánh giác bậc chánh đẳng chánh giác rồi nghe lại lần nữa con đây nhá brahmana tumaha vyakaroti agarang acchavasati agarasma anagariyan papajati sammasambuddha chúng ta nhớ đọc Bali thôi cũng được nhưng mà không nhớ nghĩa tiếng Việt con đây nhá brahmana là bà la môn con đây nhá tumha là bạn vyakaroti là tiền đón agarang acchavasati là sống tại gia đình agarasma anagariyan papajati là xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình sammasambuddha là bậc chánh đẳng chánh giác rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên giơ tay lên rồi mời lớp sẽ mời mọi người đọc rồi thôi mình có mời lớp đọc tiếp xin con xin mời Phật tử Thanh Hoàng ạ con kính đảnh lễ sư ạ con xin đọc ạ Kondanya par Kondanya Pramana Tumha Vyakaroti 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 Ara Agarang Acchavasati Agarasma Anagariyan Appajati 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 trả hay giá papacha papachati con xin sám hối samma samma sambuddha rồi tốt rồi tốt con xin mời Phật tử Chi ạ dạ thưa sư con xin đọc ạ Kinh đá Brahmana là Bà La Môn Hiệu Trường Như Tâm Hát là bạn Gia Cá Rô Tí là tiên đoán Á Gà Rằng Á Chà Quá Sá Tí là sống tại gia đình Á Gà Rát Ma Á Ná Gà Rí Dằng Phá Phá Chá Tí là xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình Sama Sambuddha là Phật chánh đẳng chánh giác Dạ, Chi này tập cũng khá tốt ha, tập giỏi, tốt. Dạ, cảm ơn sư. Tôi xin mời Phật tử Hảo Nguyễn.
Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Cơ nến nhà Brahmana là Bà La Môn Kiều Trần Như ạ. Tâm hát là bạn. Quy nhá, quy giá cá rô tí. Quy giá cá rô tí. Quy giá cá rô tí là tiên Agarang Aja Quá Xá Tí. Là sống. Aja Quá Xá Tí. Aja Quá Xá Tí. Agarang Aja Quá Xá Tí là sống tại gia đình. Agarasma Anagariyang Papajoti là xuất gia, sống từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sama Sambuddha là bậc chánh đẳng giác ạ. Rồi đó. Dạ. Cô xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Kondanya Brahmana là Bà La Môn Kiều Trần Như. Tumha là bạn. Quý gia cá rô tí là tiên đoán. Agaram Acha Quá Xá Tí là sống tại gia đình. Agarasma Agarasma Anagariyang Papa Chati là xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sama Sambuddha là bậc chánh đẳng chánh giác. Bạch sư con hết. Con xin mời cô Kim Cúc ạ. Bạch sư con xin đọc ạ. Con Đá Nhá Ramana Bà La Môn Kiều Trần Như. Tâm Há là bạn. Pia Cá Rô Tí là tiên đoán. Agarang Acha Quá Xá Tí là sống tại gia đình. Agarasma Anagariyang Papa Chati là xuất gia, sống rời bỏ gia đình. Sama Sambuddha là bậc chánh đẳng chánh giác. Thưa sư con xin hết. Con xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư con xin đọc. Con đến nhà Ramana Tùm hát Sa cá rô tí Agarang Acha Vasati Agarasma Anagariyang Papasati Sama Sambuddha. Dạ sư con xin hết. Con xin mời cô Dự Bảo ạ. Dạ con xin đọc ạ. Kondanya Ramana Bà La Môn Kiều Trần Như. Tâm Há là bạn. Gia Cá Rô Tí là tiên đoán. Agarang Acha Phá Quá Xá Tí là sống tại gia đình. Agarasma Anagariyang Papa Chati là xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sama Sambuddha là bậc chánh đẳng giác. Con xin hết ạ. Con xin mời cô Liên Diệu ạ. Dạ mô Phật, thưa sư con đọc ạ. Kondanya Brahmana là Bà La Môn Kiều Trần Như. Tumha là bạn. Vijakaroti là tiên đoán. Agarang Ekha Vasati là sống tại gia đình. Agarasma Anagariyang Anagariyang Papachati là xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sama Sambuddha là bậc chánh đẳng chánh giác. Con xin hết. Con xin mời Phật tử Thanh Trà.
con xin đọc ạ. Con đa nhà Brahmana là Bà La Môn con đa nhà Trung Hạ Bàn Quy Gia Cạ Đồ Tị là tiên đoán A-ga-rằng A-cha-wa-sa-ti là sống tại gia đình A-ga-ra-sma A-na-ga-ri-yang Pa-ba-cha-ti là xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình Sam-ma-sam-bu-tha là bậc chính đẳng chính giác. Con xin hết ạ. Con xin mời cô Tấm biểu hiện ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Kondanya Ramana là Bà La Môn Kiều Trần Như. Tung Há là bạn. Quy Gia Cá Rô Tí là tiên đoán. Á Ga Răng Ách Cha Vá Sa Tí là sống tại gia đình. Á Ga Rasma Á Na Ga Riyang Papa Cha Tí là xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Samma Sambuddha là bậc chánh đẳng chánh giác. Dạ con xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Vi Sư. Dạ thưa sư, con xin đọc. Con đanh nhá Brahmana là Bà La Môn Kiều Trần Nhi. Trung Ha là bạn. Quy Cha Cá Rô Tí là tiên đoán. Agarang Acha Wasati là sống tại gia đình. Agarasma Anagariyang Bapa Jati là sống từ bỏ gia đình, xuất gia sống xa gia đình. Samma Sambuddha là bậc chánh đẳng chánh giác. Dạ thưa sư, con xin hết. Con xin mời cô Tịnh Yên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Kondanya Brahmana là Bà La Môn Kiều Trần Như. Tâm Há là bạn. Viya Kharoti là tiên đoán. Agarang Asya Wasati là sống tại gia đình. Agarasma Anagariyang Papayati là xuất gia từ bỏ gia đình. Samma Sambuddha là bậc chánh đẳng giác ạ. Dạ thưa sư, con xin. Con xin mời Phật tử Tuyết Ngọc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Kondana Phamana là Bà La Môn Kiều Trần Như. Thâm Há là bạn. Viya Cá Rô Tí là tiên đoán. Á Ga Răng A Cha Quá Sa Tí là sống tại gia đình. Á Ga Rasma A Na Ga Ri Giang Bá Bá Gia Tí là xuất gia từ bỏ gia đình. Samma Sambuddha là bậc chánh đẳng chánh giác. Dạ xin hết ạ. Con xin mời Phật tử Mai Châu. Thưa sư, con xin đọc ạ. Con đá nhá Ramana Bà La Môn Kiều Trần Như. Tum Há là bạn. Quý Gia Cá Rô Tí là tuyên đoán. Ararang Acha Vasati sống tại gia đình. Ararasma Anarajiyan Papachati xuất gia từ bỏ đời sống gia đình. Samma Sambuddha một chánh đẳng chánh giác. Con xin hết. Con xin mời Phật tử Phương Tây. Dạ con xin đọc. Kondanap Matna Bà La Môn Kiều Trần Như. Tum Hát bạn. Viyak Haruti tiên đoán. Araham Akha Vasati sống tại gia đình. Arashat Shatma Anagakriyan Takvati xuất gia từ bỏ gia đình. Samma Sambuddha bậc chánh đẳng chánh giác. Dạ con xin hết.
Xin mời Phật tử Sao Nguyên. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Khandanya Pramana là bà La Môn Kiều Trần Như, Thumha là bạn, Vichakaruti là tiên đoán, Arang Achiha Vasati là sống tại gia đình, Aragrasma, Anararijan Papajati là xuất gia, Samma Samputha là bậc chánh đẳng chánh giác. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Thưa sư, con xin đọc ạ. Kondanya Ramana Bà La Môn Kondanya Tumha là bạn, Vicha Karuti là tiên đoán, Agarang Acha Vasati là sống tại gia đình, Agarama Anara Dí Răng Bắp Bá Chá Tí là xuất gia từ bỏ gia đình, Samma Sambuddha là bậc chánh đẳng chánh giác. Thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Kondanya Pramana là Bà La Môn Kiều Trần Như, Thumha là bạn, Vichakaruti là tiên đoán, Agarang Achavasati là sống tại gia đình, Agarasma Anagariyan Papajati là xuất gia sống không gia đình, Samma Samputha là bậc chánh đẳng chánh giác. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Con đánh giá Ramana là Bà La Môn Kiều Trần Như, Tumha là bạn, Vichakaruti là tiên đoán, Agarang Athawasati là sống tại gia đình, Agaratma Anagariyan Babbachati là xuất gia sống không gia đình, Samma Sambuddha là bậc chánh đại chánh giác. Và con xin hát cho sư. Xin mời Phật tử Song Tiên. Dạ, mời Phật tử xin đọc ạ. Dạ, mong Phật con xin hỏi ạ. Đi phải tắt âm thanh ồn đó mới đọc được. Dạ, nghe được chưa ạ? Cú quá. Rồi đọc đi. Dạ, dạ mô Phật nghe được chưa? Rồi được rồi, đọc đi. Dạ, con xin đọc ạ. Con nằm nha, ra má. Để người khác đọc đi, mời người khác đi xuống đó thăm đi cắt. Dạ sư ơi, hết rồi ạ. Rồi, bây giờ hết rồi, nghe đọc lại ha, nghe đọc lại. Còn số phần tử mình đọc cũng chưa được lắm đó, chúng ta nghe đọc lại để về chúng ta nghe trên băng, nghe lại trên Facebook để đọc lại thêm ha. Kondanya Pramana
con đành nhá pramana, con đành nhá pramana, tâm há uya karoti agarang accha wasati, agarang accha wasati, agarasma anagariyang papayati, agarang agarasma anagariyang anagariyang papayati, sama samputha kondanya pramana, kondanya pramana, tamaha ya karoti, ya karoti, agarang accha wasati, agarasma anagariyang papayati, agarasma anagariyang papayati, sama samputha, sama samputha, con đành nhá, tâm há, ya karoti, agarang accha wasati, agarasma anagariyang papayati, sama samputha. Rồi đó là phần đọc từ vựng. Bây giờ chúng ta học phần văn phạm một tí ha, học phần văn phạm một tí. Bây giờ phần văn phạm. Bây giờ hôm trước chúng ta đã học về động từ, về cách hình thành động từ. Một động từ nó được hình thành từ ba thành phần, đó là phần từ ngữ căn, từ tiếp vị ngữ của động từ, rồi từ tiếp vị ngữ của thì. Ba thành phần cơ bản đó chúng ta có một động, chúng ta có được một động từ. Ví dụ như là từ động từ pachati này, ví dụ từ động từ pachati thì là từ ngữ căn pachá, chúng ta cộng với ngữ căn á, cộng với tiếp vị ngữ tí. Từ ba thành phần cơ bản này chúng ta có được một động từ, tức là từ ngữ căn á, từ ngữ căn bách chá, cộng với tiếp vị ngữ của thì là ba, là á, rồi cộng với tiếp vị ngữ của xin lỗi, cộng với từ ngữ căn bách chá, cộng với tiếp vị ngữ, cộng với tiếp vị ngữ á, rồi cộng với thì là tí, thì chúng ta sẽ được một động từ là bách tí, là nấu. Tức là từ ba thành phần, từ ba thành phần cơ bản như vậy chúng ta có được một động từ. Thì ở trong Pali đó, khi nó hình thành động từ rồi thì nó có bốn dạng. Nhìn sơ qua thì chúng ta thấy nó có bốn dạng như thế này, tức là nó có dạng gì? Nó có cái đuôi là dạng á tí, dạng ê tí, dạng a tí, dạng ô tí. Nhìn lướt qua như vậy thì nó có bốn dạng như thế này. Sở dĩ liệt kê ra bốn dạng như thế này để cho các Phật tử mình nhìn, đó là vì mỗi một dạng như vậy nó có một cái bản chia khác nhau, cho nên liệt kê ra bốn dạng như vậy để cho các Phật tử mình nhìn. 11, mỗi một dạng như vậy nó có, sẽ có một cái bản chia động từ khác nhau. Giống như hôm trước mình đã học ở dạng động từ pachati, mình có một cái bản chia rồi, tức là có là bản chia là so pachati, te pachanti, toang pachasi, tum he pachatha, ahang pachami, viyang pachama rồi, tức là mình đã học xong một bản chia. Thì hôm nay tí nữa mình sẽ học thêm một cái bản chia nữa, mà trước tiên là mình học nói về bốn dạng động từ trước. Thì dạng pachati hôm trước mình đã học đó, mình có một loạt các động từ mà hôm trước mình đã học. Thí dụ như là dạng pachati nè, ví dụ mình có động từ giống như gì, mấy hôm nay mình đã học dạng động từ dạng pachati, mấy hôm nay mình học pachati đấy giống động từ gì? Ai nhớ động từ gì? Dạ, phá quá tí. Đúng rồi, giống như là phá quá tí, giống như là ai gì? Quá sát tí. Quá sát tí, đúng rồi đó, giống như là gì nữa? Hasati. Hasati, đúng rồi. Nhớ gì là giỏi đó. Giống như là gì nữa? Tí à.
gì? Suna tí không được, Suna tí nó không phải là dạng A tí mà nó dạng A tí rồi. A-ha-ra-tí đúng rồi. A-ha-ra-tí là được, nè, nó dạng A tí nè. Rồi gì nữa? Ni-si-ra-tí nè, ai nói ni-si-ra-tí được nè. Gat-cha-tí đúng rồi, gat-cha-tí cũng được nè. Phun cho tí quan lại sư biết phun cho tí đi. Phun cho tí là hỏi sư. Tính lại mấy hôm nay là lớp học gì lớp giỏi quá à, đó thôi thôi bây giờ tạm bao nhiêu đây đi một lọt đó, thì các động từ này nó sẽ có cái bảng chia giống như động từ phải chữ tí, là mình nhìn cái đuôi nó đều lại gì thì là á tí hết à, thì các động từ này chỉ cần mình nhớ một cái bảng chia, chỉ cần mình nhớ một cái bảng chia động từ phải chữ tí hôm trước thì mình có thể sử dụng được các động từ này ở dạng thì hiện tại à, chỉ cần nhớ một cái bảng chia đó thôi thì mình có thể sử dụng được hết các động từ này à, các động từ này rồi bây giờ liệt kê tí để cho mình xem gì để mình hiểu. Bây giờ dạng còn dạng bằng e thì mình chưa học à, dạng bằng e thì mình chưa học nhưng mình để ý nó thì mình có đây dạng thứ hai, đây là dạng thứ hai. Ví dụ 11 mình sao động từ, ví dụ như là mình gặp động từ pô chê tí, ví dụ vậy pô chê tí thì mình thấy là nè nó cũng dạng bằng e thấy không, pô chê tí là cúng dường á, bố thí cúng dường đó, hoặc là chô chô rê ni măng tê tí được không sư? Ba vê tí ạ. Ní măng tê tí là mời á sư. Đang bị gì đây? Ví dụ như là pô chê tí giống nãy, pô chê tí hoặc là những manh tê tí, nãy mình có động từ những manh tê tí mình học nãy đó, những manh tê tí, pô chê tí, những manh tê tí, tê tí, ba tí quá ta bê tí, hạ bê tí, manh tê tí đúng rồi, nãy là tháp bê tí đó. Tháp bê tí là đặt tên đó. Dạ.
tháp kê tí thôi. Oh, tháp kê tí đang bị lỗi gì, đánh chữ đó không được. Bari quá ta bê tí. Tháp kê tí đang bị lỗi gì, sư đang đánh máy không được. Ở bây giờ thì đại diện hai chữ đó đi. Chữ đi gì? Tháp kê tí nó đang bị lỗi. Rồi có chữ cha na tí. À, cái này là động từ ở dạng a tí. Bị lỗi rồi. A tí thì a tí mai mốt mình sẽ gặp một số động từ, ví dụ như là vichana tí hoặc là mình sẽ gặp động từ suna tí hôm trước mình học đó. Có một số âm nó bị lỗi đánh không được. Con số chữ nó bị lỗi sẽ đánh không được. Vichana tí chẳng hạn. Rồi là Karoti thì mình gặp cái chữ nãy mình có động từ ya karoti đó. Ya karoti. Và tập về tí. Ya karoti đó. Dạ. Ya karoti nãy. Ví dụ vậy thì đó là có bốn dạng động từ. Bốn dạng động từ ở trong tiếng Bali, mặc dù nguyên cái ngôn ngữ của nó nói về động từ thì nó chỉ có bốn dạng như vậy, nó chỉ có bốn hình thức như vậy thôi. Mặc dù nó có nhiều động từ nhưng mà nó chỉ có bốn hình thức như vậy. Rồi đó, nói về bốn dạng động từ đó là phần thứ nhất. Dần sang phần thứ hai. Đó, phần thứ nhất là phần động, nói về động từ. Phần thứ hai, động từ thì nó có bốn dạng nhưng mà nó chỉ hai loại. Khi mà người ta sử dụng nó thì nó chỉ có hai loại, đó là tha động từ và từ động từ. Nhớ nha, động từ thì nó có bốn dạng nhưng mà đến khi nói về cách sử dụng của nó thì nó chỉ có hai loại động từ. Nhớ, người ta để câu hỏi, người ta ví dụ người ta đặt câu hỏi là động từ ở trong tiếng Bali có mấy dạng thì nhớ là phải trả lời là có bốn dạng, nhưng mà nói động từ trong cách sử dụng của nó thì có mấy loại thì phải nhớ là có hai loại, đó là tha động từ và từ động từ. Nhớ, xong bài này là mình sẽ có một bài kiểm tra ở trên mạng, người ta sẽ đưa câu hỏi mà mình trả lời trắc nghiệm ABC đó. Nhớ trả lời cho đúng nha. Cuối khóa là người ta chấm điểm. Chấm điểm cuối khóa, có thể là cuối khóa mình sẽ có một buổi gặp nhau ở tại chùa. Thì người ta sẽ lấy cái bài kiểm tra đó để phát thưởng nha. Cố gắng học nghiêm túc đàng hoàng để trả lời các câu hỏi này. Cuối khóa mình sẽ thông báo một tháng trước để các tử mình ở xa thành phố mua vé về để em gặp nhau một buổi chơi vui. Dạ, con xin cúng dường sư. Rồi, hai loại động từ là tha động từ và từ động từ. Bây giờ mình xem coi như thế nào gọi là tha động từ, như thế nào gọi là từ động từ. Tha động từ và từ động từ. Rồi mình xem nè, người ta giải thích cho mình rằng tha động từ. Tha động từ tức là những động từ mà nó sử dụng á, nó luôn luôn cần có túc từ để bổ nghĩa cho nó. Tức là nếu mà câu đó mà không có túc từ thì nó không tròn đủ ý nghĩa, nghe nó không được. Thí dụ như là ở đây người ta sử dụng cái câu Thero Thomang De Se Tí, vị trưởng lão đang thuyết pháp. Hoặc là câu số 1 Thero Thomang De Se Tí, vị trưởng lão đang thuyết pháp. Nếu mà nó không có chữ pháp á, cái câu này nghe không được, nó không có đầy đủ nghĩa. Nếu chỉ để là vị trưởng lão thuyết thì mình nghe không được thuyết gì. Người ta đòi hỏi phải có túc từ, phải nói là thuyết pháp, tức là phải có chữ pháp nữa thì câu nó mới đầy đủ nghĩa. Cho nên chữ động từ De Se Tí ở đây người ta gọi nó là tha động từ,
tức là phải có túc từ bổ nghĩa cho nó thì nghe mới được. Hoặc là câu số 2, sô đô o a ha răng bách chân tí, người đầu bếp nấu thức ăn. Thì nếu mà không có cái chữ thức ăn á, nếu mà chỉ có câu là người đầu bếp nấu không á, nghe nó không được, nó không đầy đủ nghĩa. Nấu cái gì? Đó là nấu cơm, nấu đồ ăn, nấu đồ uống gì đó thì câu nó mới đầy đủ nghĩa. Cho nên cái động từ nấu á, trong trường hợp này á, người ta gọi nó là tha động từ. Gọi là tha động từ, tức là những động từ nào mà nó đòi hỏi phải có túc từ. Một danh từ đóng vai trò là túc từ được chia ở cách thứ hai thì người ta gọi động từ đó là tha động từ. Gọi động từ đó là tha động từ. Như vậy nói tóm lại, tha động từ tức là động từ mà đòi hỏi một danh từ đóng vai trò là túc từ ở trong câu thì người ta gọi nó là tha động từ ha. Như vậy mỗi một câu thông thường như vậy thì đòi hỏi phải có ba yếu tố, tức là có chủ từ, có túc từ và động từ. Ở những động từ, ở những câu mà là động từ nó là tha động từ, thuộc về tha động từ. Rồi bây giờ như thế nào gọi là từ động từ? Như thế nào gọi là từ động từ? Của ai chưa tắt mi đó, mình tắt mi đi. Của ai của Phi Sương cái gì đó mình chưa tắt mi á, tắt mi đi. Rồi thứ hai đó là tự động từ. Tự động từ tức là động từ đó nó tự diện đạt đầy đủ ý nghĩa mà không cần phải túc từ ở trong câu. Mà ở trong câu tự động từ nó chỉ cần hai thành phần thôi, chỉ cần có chủ từ với động từ ở trong câu là đủ. Thí dụ như là đây, người ta cho thí dụ nè: mai văn tiếp tha mát, tùm hê ní xì đã thác. Chỉ cần là chúng tôi đứng, các bạn ngồi, chỉ nói gì là nó cái câu nó đầy đủ. Chỉ cần nói là tôi đứng, bạn ngồi là cái câu nó đầy đủ nghĩa, không cần phải đòi hỏi gì nữa. Nếu mình muốn nói gì thêm nữa thì nói, còn nếu không nói thì coi như đó là đủ. Thì những động từ nào mà nó diễn đạt ý nghĩa như vậy, không cần phải túc từ, không cần phải có túc từ, thì người ta gọi nó là từ động từ, gọi là từ động từ. Thì đó là hai loại động từ, hai loại động từ ở trong tiếng Pali, tức là gọi là tha động từ và từ động từ. Dạ. Rồi bây giờ ôn lại nhiêu đó thôi, bữa nay học văn phạm học bao nhiêu đó thôi, nhiêu đó thôi. Bạch sư cho con hỏi cái Teru Thamma Desati nó có nghĩa gì ạ? Vị trưởng lão thuyết pháp. Câu này dịch là vị trưởng lão thuyết pháp. Dạ, cảm ơn sư. Cái chữ Teru là vị trưởng lão, Thamma là pháp, Desati là thuyết. Cái câu thứ hai là Sodo Aharang Pachati. Sodo là người đầu bếp, Aharang là vật thực, Pachati là nấu. Người đầu bếp nấu thức ăn hoặc là nấu vật thực, nấu thức ăn đi, nấu vật thực hay là thức ăn gì đó cũng được. Đó là câu 2. Câu số 3, cái ví dụ thứ hai, từ động từ đó là chúng tôi, tiếp tha má là đứng. Ở đây mình có chữ a má nè, chúng tôi đang đứng. Rồi câu thứ hai đó là tôm hê nisida thác. Ở đây nó có chữ ác thác nè, động từ ác thác nè, là chúng tôi đang ngồi. Chúng tôi đang ngồi. Rồi nhắc lại lần nữa, mình có bốn dạng động từ ha, bốn dạng động từ: dạng a tí, dạng e tí, dạng a tí, dạng o tí. Thì nhắc lại, khi người ta nói bốn dạng động từ như thế này là 11 mình sẽ có bốn bảng chia dành cho thì hiện tại. Mỗi một dạng động từ nó có một cái bảng chia khác nhau, nhớ. Để 11 khi mà người ta cho động từ dạng ác tí thì nhớ áp dụng cho cái bảng chia ở dạng ác tí.
dạng ê tí thì áp dụng cho bản chi dạng ê tí, ê tí. Dạng a tí thì áp dụng cho cái bản chi dạng a tí. Dạng ô tí thì áp dụng cho cái bản chi ở dạng ô tí. Chứ để người ta cho dạng này mà đi chia theo cái bản chi thì nó sai hết, là không điểm. Là không điểm, cái đó là dành cho ở thì hiện tại thôi. Còn ở vị lai, ở quá khứ thì đó khác, cái đó không nói. Nhưng mà cái này là dành cho thì hiện tại, là người ta chia theo bản, bản nào theo bản đó. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai nói về cách sử dụng của nó thì động từ nó chỉ có hai loại. Nếu mà nói về cái cách sử dụng, đó là tha động từ và tự động từ. Tha động từ đó là dạng động từ sử dụng luôn luôn có túc từ, luôn luôn có một danh từ làm túc từ bổ nghĩa cho động từ. Ví dụ nói là tôi ăn thì phải là tôi ăn cái gì đó, tôi uống phải là tôi uống cái gì đó, phải có một danh từ bổ nghĩa cho nó. Còn tự động từ tức là động từ mà tự diễn đạt đầy đủ ý nghĩa, không cần phải có một danh từ làm túc từ. Ví dụ nói là tôi đứng, tôi ngồi, tôi khóc, tôi nằm, ví dụ vậy, thì đó là những động từ mà nó không cần phải có túc từ. Và đây là những thí dụ, những thí dụ về tha động từ, những thí dụ về về túc từ, tự động từ. Rồi còn gì nữa? Bây giờ học thêm một tí nữa đi, học thêm một tí nữa về thì hiện tại. Rồi buổi sau thì mình học bán chia. Buổi sau mình học hẳn bán chia. Bây giờ thì hiện tại hôm trước á, thì hiện tại hôm trước mình học về thì hiện tại, nói về hành động đang xảy ra. Bữa nay mình học một cái khía cạnh nữa của thì hiện tại, đó là nói về hành động xảy ra thường xuyên. Xảy ra thường xuyên. Thí dụ ở đây người ta cho mình cái thí dụ nè, ahang paramattha ramang apinahang gacchati. Tôi thường đi đến chùa, tôi thường đi đến chùa siêu lý. Paramattha ramang, chữ paramattha ramang này là gì? Tại chùa siêu lý. Ai mà thường đi đến chùa siêu lý thường xuyên thì viết câu này vô. Còn mình thường đi đến công viên hay thường đi đến đâu đó thì viết câu khác vào. Mình thường đi đến đâu đó thì biết chỗ đó qua. Ví dụ ở đây, tuang pali pasan saman tuang pali pasan saman. Cái câu số 2 này viết, người ta viết cái gì đi thôi. Câu số 1 thôi, chúng ta lấy ví dụ câu số 1 thôi. Câu số 1 Tikisasi, bạn thường thì ở đây, ở trong cái câu mà tạm từ chỉ sự thường xuyên á, thì cái câu mà tạm từ chỉ sự thường xuyên á, mình có chữ apinahang. Tạm từ sự thường xuyên nó thường nó nằm trước, nó nằm trước động từ ha. Hoặc là cái câu số 2, cái câu số 2 cũng được. Tuan pa li pa sang samang sikhi sami. Tôi thường học ngôn ngữ Pali, bạn thường học ngôn ngữ Pali.
mình. Câu số 2 không có, có chữ thường thường chứ? Câu số 2 này chữ thường thường. Đừng có mang lại những cái chuyện. Để sẽ sửa lại cho nó giống nhau luôn. Bạn thường học ngôn ngữ Bali vậy đi. Bạn thường học ngôn ngữ Bali thì để sử dụng cho nó làm cho tập làm quen với cái cách sử dụng cái trạng từ chỉ thực sự thường xuyên. Bạn thường học ngôn ngữ Bali. Tôi thường đi đến chùa Siêu Lý. À, sử dụng vậy cho nó quen. Thì cái đó là nói về thì hiện tại mà chỉ sự thường xuyên, tức là một hành động nào đó mà xảy ra thường xuyên đối với mình hoặc là đối với một ai đó, người ta cũng sử dụng ở thì hiện tại. Cái này nó giống như là ở trong tiếng Anh mà nó có cái chữ usually, sometimes gì đó, thì ở trong Bali nó cũng có cái đó. À, cái đó thì ở trong trường hợp thứ nhất, cái phần cái bài học đầu tiên đó là mình nói về đang xảy ra, còn cái bài học thứ hai này thì mình nói về thì hiện tại mà xảy ra thường xuyên. À, thì mình cũng mình thêm một cái chữ nữa, thêm cái chữ đó là apunahang, hoặc là ở trong bài học mình còn có một vài trạng từ chỉ sự thường xuyên giống như là sada hoặc là sapada thường thường, hoặc là nichaka lăng luôn luôn gì đó, có hai ba từ đó. Nó cũng không có nhiều, nó cũng vài ba từ giống ở trong tiếng Anh vậy thôi. Dạ. Rồi kỳ sau thì mình sẽ học tiếp thêm cái bảng chia của thì hiện tại ở dạng bằng e đó, để buổi sau đi nhiều quá thì sợ mình không tiếp thu kịp. Rồi đó là phải nói về thì hiện tại. À, thì hiện tại giờ này hôm nay thì mình tạm học bao nhiêu đây rồi mình nghỉ ha. Rồi, nếu mà có gì thì mình cứ hỏi. Rồi nếu mà không có gì thì xin trả mic lại cho Thông Minh Cát thì mình kết thúc buổi học ngày hôm nay nha. Mời Thông Minh Cát đi. Dạ chú thay mặt phụ tử trong Zoom, chúng con xin tri ân sư qua những lời dạy mà sư đã mang đến trong buổi học ngày hôm nay. Phần phước này chúng con luôn mong sư có nhiều sức khỏe cũng như gặt hái được nhiều thành công trên con đường tu học, và có lẽ đây là một trong những duyên lành giúp cho chúng con sớm đạt được sự giải thoát trong ngày vị lai, chấm dứt vòng sanh tử luân hồi. Xin kính chúc mọi người có một buổi tối an vui và ngày này niềm an lạc. Và giờ đây Phật tử Tịnh Hạnh sẽ hướng dẫn mọi người hồi hướng phước báo. Xin mời cô ạ. Dạ, con xin tri ân sư. Con xin thay mặt cho cô chú trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên ạ. Akasatha japamatha deva naga mahitika punyang no anumodan chunchi rang rakhan tu sa sanang akasatha japamatha Dewa naga mahitika bunyang no anumodan tuji rang rakan tu no garo akasatha japam matha dewa naga mahitika bunyang no anumodan tuji rang rakan tu nyata yo akasatha japam matha dewa naga mahitika Bunyang no anumodan tuji rang rakan tu bani no akasatha japam matha dewa naga mahitika
bổn nhang nô anumodan tu chi rang ra khan tu nô sa da idang watano bổn nhang asawa khaya wa hang ho tu anagati kale sa thu hẹn gặp mọi người vào thứ ba tuần sau ạ. Con xin cảm ơn. Kính tri ân sư. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Rồi, xin mời lớp nghỉ. Dạ, sư ơi, cho con xin phép con hỏi một xíu ạ. Sư kính chào sư ạ. Dạ, sư ơi, cho con hỏi là cái chỗ này là động từ một số trạng từ chỉ sẽ thường xuyên á, thì hiếm khi với thỉnh thoảng cũng là thường xuyên á sư. Con không hiểu lắm chỗ đó hả? Nó thuộc dạng ở trong đó anh. Nó thuộc dạng câu ở trong đó. Tại vì ví dụ như thường xuyên là phải liên tục hay là nó đều, chứ ví dụ như lâu lâu thì hiếm khi, thỉnh thoảng là nó thuộc về như kiểu là lâu lâu á, thì nó cái nghĩa nó không có giống, con không hiểu lắm hay sao. Nó thuộc dạng câu, nó giống ở trong tiếng Anh, nó really. Tại vì đó, nó thuộc dạng câu đó. Là trong Bali là nó sẽ dùng hiếm khi, thỉnh thoảng, thường xuyên, thường luôn luôn là giống rồi, một. Nó thuộc dạng câu đó. Dạ, tại vì con thấy trong sách ghi vậy cho nên con cũng không hiểu lắm cái chỗ đó. Nó thuộc dạng câu. Tức là dạng từ đó nó sẽ sử dụng ở dạng trong câu. Chỉ cái sự mà như kiểu là lặp lại. Đúng rồi, nó lặp đi lặp lại. Dạ. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi, con cảm ơn sư, con tri ân sư.